Ngày 30 tháng 10, phường Lương Sơn tổ chức khai mạc các môn thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 6 năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại biểu phường Lương Sơn, các tổ dân phố cùng các vận động viên tham gia các môn thi đấu. Đại hội Thể dục Thể thao phường Lân Sơn lần thứ 6 năm 2021 có 21 đoàn vận động viên đến từ 21 tổ dân phố trên địa bàn, tham gia thi đấu ở 5 nội dung gồm cờ tướng, bóng truyền hơi, điền kinh, đẩy gậy và cầu lông. Trong hai ngày 30-31 tháng 10, đại hội sẽ diễn ra nội dung thi đấu bóng truyền hơi. Môn thể thao này thu hút đông đảo các vận động viên tham gia và người dân theo dõi cổ vũ. Để tiếp tục hoàn thành các nội dung của đại hội, trong tháng 11 này, phường Lân Sơn phấn đấu tổ chức xong các nội dung cờ tướng, điền kinh, đẩy gậy và cầu lông, từ đó chọn các vận động viên có thành tích cao, tham gia đại hội thể dục thể thao cấp thành phố lần thứ 7, các nội dung thi đấu thể dục thể thao cấp cơ sở là hoạt động có hiệu quả tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần xây dựng đời sống lành mạnh của nhân dân